thưa quý vị, hôm nay thứ Sáu ngày 25 tháng 10 năm 2019. Bây giờ mời quý vị theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Trong chương trình thời sự 18 giờ 30 phút tối nay có những thông tin đáng chú ý sau. Hội nghị sơ kết thỏa thuận hợp tác ngành tòa án giữa tỉnh Long An và tỉnh Sveirien. Quốc hội thống nhất giảm số lượng cấp phó của Hội đồng Nhân dân. Kết quả chính thức bầu cử Bolivia, Tổng thống Evo Morales tái đắc cử. Sáng nay ngày 25 tháng 10, tại nhà khách Tổng Liên đoàn tỉnh Long An đã diễn ra hội nghị sơ kết thỏa thuận hợp tác năm 2019 và kế hoạch hợp tác năm 2020 giữa Tòa án Nhân dân tỉnh Long An và Tòa án Sơ thẩm tỉnh Sveirien. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Quốc Dũng, Chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh Long An bày tỏ niềm vui mừng phấn khởi khi mối quan hệ đoàn kết hữu nghị truyền thống giữa Tòa án Nhân dân tỉnh Long An, nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Tòa án Sơ thẩm tỉnh Sveirien, Vương quốc Campuchia ngày càng được thắt chặt, đặc biệt nhất là công tác đấu tranh phòng chống tội phạm về ma túy qua biên giới được tòa án hai địa phương quan tâm. Trong năm đã xảy ra 5 vụ vận chuyển trái phép chất ma túy từ Campuchia về Việt Nam, bắt xử lý 7 đối tượng, tang vật thu giữ gần 7.000 gram heroin, 23.000 gram methamphetamine, hơn 39.000 gram kentamin, gần 3.500 gram MDMA và 5 triệu đồng. Về tội phạm kinh tế xảy ra 1 vụ, bắt xử lý 1 đối tượng vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới nước Huệ, tang vật thu giữ 355 triệu đồng. Tại hội nghị, đại diện đoàn đại biểu Tòa án Sơ thẩm tỉnh Sveirien, ông Đinh Sivuthuy, chánh án bày tỏ vui mừng trước sự đón tiếp trọng thị của Tòa án Nhân dân tỉnh Long An và thống nhất kết quả thực hiện thỏa thuận hợp tác năm 2019 và kế hoạch hợp tác năm 2020 giữa Tòa án hai địa phương. Theo đó, chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh Long An và chánh án Tòa án Sơ thẩm tỉnh Sveirien đã ký biên bản thỏa thuận hợp tác năm 2020 giữa hai địa phương. Sáng nay 25 tháng 10, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh tổ chức hội nghị công tác thanh tra năm học 2019-2020. Tại hội nghị, các đại biểu được hướng dẫn các văn bản liên quan đến công tác thanh tra như Thông tư số 07 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị phản ánh, công văn số 1890 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc hướng dẫn xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại tố cáo, kiến nghị phản ánh của công dân, công văn số 1479 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc chấn chỉnh thực hiện những quy định về công tác giải quyết khiếu nại tố cáo, công văn số 2683 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc chấn chỉnh tình trạng khiếu nại tố cáo vượt cấp. Thông qua hội nghị nhằm giúp cán bộ quản lý của Sở, trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố và cán bộ phụ trách công tác thanh tra của đơn vị nắm vững quy trình phân loại xử lý đơn thư, đồng thời tăng cường nghiệp vụ công tác tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo. Ngày 24 tháng 10 năm 2019 vừa qua, Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin thị xã Kiến Tường tổ chức đại hội đại biểu lần 2, nhiệm kỳ 2019-2024. Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin tỉnh Lê Thị Thu Hồng đến dự cùng lãnh đạo Ban Dân vận, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã và 27 đại biểu chính thức. Trong nhiệm kỳ qua, Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin thị xã phát triển 64 hội viên, nâng toàn thị xã có 168 hội viên. Số người khuyết tật nghi phơi nhiễm chất độc hóa học thuộc đối tượng hưởng chế độ bảo trợ xã hội trợ cấp hàng tháng đến nay là 776 người. Ban chấp hành hội cơ sở liên phường 1, 2 và liên xã Tuyên Thạnh, Thạnh Hưng được thành lập tổ chức hội đáp ứng được nguyện vọng của các nạn nhân và nhân dân trong thị xã. Công tác vận động chăm sóc giúp đỡ nạn nhân đã được xã hội hóa, đạt hiệu quả thiết thực, giúp nạn nhân xóa đi phần nào mặc cảm, giảm bớt nỗi đau và nhập giới cộng đồng. Trong nhiệm kỳ, hội đã hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 3 căn nhà tình nghĩa, xây dựng 2 căn nhà tình thương với tổng kinh phí 220 triệu đồng từ nguồn vận động mạnh thường quân và nguồn quỹ hội, vận động 20.223 xuất quà trị giá hơn 6 tỷ 700 triệu đồng tặng cho các hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Tiếp đoàn y bác sĩ các nơi và thành phố Hồ Chí Minh khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho 4.308 người với số tiền 1 tỷ 300 triệu đồng. Nhiều tổ chức trong và ngoài tỉnh, quỹ hỗ trợ cộng đồng Global Chesting tặng 42 sa tăng salad trị giá 89 triệu đồng, vận động ủng hộ quỹ hội nạn nhân chất độc da cam được 375 triệu đồng.
Đại hội đã bầu 12 thành viên và ban chấp hành. Ông Phạm Văn Tài tái đắc cử Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin thị xã lần 2, nhiệm kỳ 2019-2024. Dịp này, Ủy ban Nhân dân thị xã tặng giấy khen cho 2 tập thể và 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ qua. Học bác từ những việc làm thiết thực, thời gian qua, Tổ phụ nữ số 10 liên khu phố 2, khu phố 3 của Chi hội Phụ nữ khu phố 3, thị trấn Đông Thành luôn là đơn vị đi đầu trong thực hiện các hoạt động phong trào phụ nữ tại địa phương. Hiện tổ có 17 chị tham gia sinh hoạt, trong đó có 12 chị là cán bộ, công nhân viên chức nhà nước. Với tinh thần đoàn kết, quan tâm giúp đỡ lẫn nhau cùng với sự nhiệt tình năng nổ của chị tổ trưởng, tổ phụ nữ số 10 liên khu phố 2, khu phố 3 đã tích cực xây dựng nhiều mô hình gắn với các phong trào thi đua do hội cấp trên phát động như mô hình tiếp xúc thông tin, mô hình phụ nữ tiết kiệm vì sức khỏe gia đình, tổ chức sinh nhật cho hội viên trong năm và đặc biệt là thực hiện mô hình nuôi heo đất để làm theo lời Bác, thực hành tiết kiệm. Không quy định cụ thể, chỉ cần mỗi chị tiết kiệm từ tiền đi chợ hàng ngày, từ 10.000 đến 20.000 đồng bỏ vào heo đất, sau một năm phát động sẽ đạp heo và tổng kết số tiền tiết kiệm được. Qua một năm thực hiện, ngày 16 tháng 10 năm 2019, tổ phụ nữ số 10 tiến hành đạp heo đất, tổng số tiền các chị tiết kiệm được trên 84 triệu đồng. Từ số tiền này, các thành viên trong tổ có thể trang trải chi phí sinh hoạt gia đình, chăm lo việc học hành cho con cái. Có thể nói, cách thức thực hiện phong trào nuôi heo đất của phụ nữ huyện Đức Huệ nói chung, tổ phụ nữ số 10 liên khu phố 2, khu phố 3 của phụ nữ thị trấn Đông Thành nói riêng rất đơn giản, chi phí bỏ vào heo mỗi ngày không nhiều, nhưng thông qua mô hình đã phát huy được những ưu điểm của người phụ nữ, hoàn thiện dần thói quen tiết kiệm trong cuộc sống. Vừa qua, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thương mại Ánh sáng Tuấn Khương tổ chức lễ trao giải thưởng chương trình khuyến mãi mừng ATK 10 năm rực sáng. Chương trình khuyến mãi mừng ATK 10 năm rực sáng, kênh chống ẩm của công ty Ánh sáng Tuấn Khương áp dụng cho đối tượng khách hàng là nông dân mua sản phẩm bóng đèn chống ẩm trong thời gian diễn ra chương trình khuyến mãi từ ngày 1 tháng 7 năm 2019 đến ngày 31 tháng 3 năm 2020. Theo đó, khi mua một thùng compact 36 bóng hay một thùng halogen 100 bóng hay LED 50 bóng, khách hàng sẽ nhận được một thẻ cào trong mỗi thùng với xác suất trúng thưởng 100%. Giải thưởng gồm 4 xe Honda SH-MOD 2018, 10 xe Honda Airblade, 10 máy lạnh, 10 máy lọc nước, 20 Smart TV cùng hàng ngàn giải thưởng khác. Thẻ trúng thưởng có giá trị quy đổi đến hết ngày 30 tháng 4 năm 2020. Đến thời điểm này, khu vực Bình Thuận có 5 khách hàng may mắn trúng thưởng được trao ngay tại buổi lễ gồm 3 xe Airblade, 2 Smart TV và 1 tủ lạnh. Được biết, công ty Ánh sáng Tuấn Khương được thành lập từ năm 2009 với 2 thương hiệu chiếu sáng chính là VNLED và Truclight. Các nhóm sản phẩm dịch vụ chủ lực của công ty là bóng đèn đặc thù giúp sông đèn Thanh Long ra qua trái dụ. Thưa quý vị, dự án mở rộng đường tránh quốc lộ 1 đoạn qua thành phố Tân An đã được triển khai từ tháng 10 năm 2018. Đến nay, diện mạo tuyến đường khang trang, rộng rãi đang ngày càng rõ nét. Tuy nhiên, công trình đang gặp phải một số khó khăn về giải phóng mặt bằng khi bước vào giai đoạn cuối. Đây là nội dung được chúng tôi đề cập đến trong phóng sự sau đây. Mời quý vị cùng theo dõi. Đây là tuyến đường do Bộ Giao thông quản lý theo phân cấp trung ương. Sau 15 năm sử dụng, nhiều đoạn đường bị hư hỏng, mặt đường ứ đọng nước, nhỏ hẹp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ rủi ro, mất an toàn, dễ xảy ra tai nạn. Mặt khác, mật độ số lượng tải trọng các loại phương tiện vận tải ngày gia tăng, nên thường xảy ra ùn tắc giao thông. Vì vậy, tuyến đường này được Bộ Giao thông Vận tải đầu tư mở rộng thêm 2 làn xe. Khi hoàn thành, tuyến đường có 4 làn xe cơ giới một chiều, 2 làn xe thô sơ ngoài cùng. Các làn đường sẽ được lắp đặt giải phân cách an toàn giao thông cao 1,5 m. Tuyến đường có tổng chiều dài 6 km, điểm đầu là vòng xoay phường 5, điểm cuối kết thúc tại vòng xoay phường 4. Dự án do Bộ Giao thông Vận tải làm chủ đầu tư bằng nguồn vốn trái phiếu chính phủ với tổng vốn 350 tỷ đồng. Khi được nâng cấp mở rộng, tuyến đường không những góp phần giải quyết giao thông mà còn đáp ứng nhu cầu mở rộng phát triển thành phố Tân An khi thành phố này vừa được chính phủ quyết định công nhận đạt đô thị loại 2. Đây là tuyến giao thông huyết mạch mở đường cho việc mở rộng thành phố Tân An theo hướng sông Dàm Cỏ Tây, kết nối phường 2, phường 4, phường 5, phường 6, khu vực nội ô với các xã Dùng Giang, hướng Thọ Phú, Tân Khánh. Trụ sở trung tâm hành chính tỉnh và nhiều dự án dân cư đô thị mới đang được quy hoạch, xây dựng, kết nối với tuyến đường tránh này.
Sau 2 năm thi công đã hoàn thành phần mặt đường và cây cầu mới đã được hoàn thành. Các nhà thi công là liên danh giữa hai công ty xây dựng Thành Phát và Đạt Phương hiện đang gấp rút thi công các hạng mục cuối, gồm cống thoát nước, hành lang an toàn giao thông. Tuyến đường được dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng đầu năm 2020. Đến nay, nó vẫn còn vướng 15 hộ dân mà chưa triển khai được. Về các cái trường hợp này, là ngày 22 tháng 10, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Nhật đã làm việc với lãnh đạo tỉnh và lãnh đạo tỉnh cũng đang tích cực phối chỉ đạo các ban ngành để coi như là khẩn trương hoàn tất các thủ tục và giao mặt bằng cho đơn vị thi công trước ngày 30 tháng 10. Việc thi công gặp một số khó khăn vì lượng xe lưu thông ở mặt đường hiện hữu rất lớn, thời tiết mưa bão nên nhiều công việc phải bố trí thời gian thi công hợp lý, tranh thủ thi công vào ban đêm, tránh giờ cao điểm. Một trong những khó khăn hiện nay cần giải quyết nhanh chóng là còn khoảng trên 10 hộ dân chưa bàn giao mặt bằng để các nhà thầu thi công công trình. Mặc dù phần giải tỏa di dời chỉ trong phạm vi hành lang an toàn giao thông nhưng cũng ảnh hưởng đến tiến độ chung của công trình. Bây giờ mở ra 4 lần xe chạy thì chắc phải có con lương, thì tôi thấy cái đó là hay nhất. Là cái bên đây không phải nói là ban đêm mà kêu là vừa có vượt tiếng á, nó phải nói là cái đường lộ ban đêm tôi không dám đi á. Ban đêm là xe vượt tiếng nó tránh ép mình xuống đường luôn. Mà bây giờ có con lương đó là số 1. Theo kế hoạch, công trình sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng vào đầu năm 2020. Thời hạn thi công chỉ còn lại khoảng 2 tháng, trong khi đó khối lượng công việc còn nhiều. Các hạng mục lề đường, cống thoát nước, hành lang an toàn giao thông đang gặp khó khăn. Vì vậy, chính quyền và nhân dân địa phương cần nhanh chóng bàn giao mặt bằng để công trình được thực hiện đúng tiến độ, bảo đảm kỹ thuật, chất lượng và trên hết là an toàn giao thông khi các nhà thầu tăng tốc thi công trong giai đoạn hoàn thiện cuối cùng trước khi nghiệm thu đưa vào sử dụng. Xin chuyển sang phần tin trong nước. Thưa quý vị, tiếp tục chương trình làm việc tại kỳ họp thứ 8, sáng 25 tháng 10, đại biểu Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật tổ chức chính phủ và luật tổ chức chính quyền địa phương. Thảo luận về sửa đổi các quy định của luật tổ chức chính phủ, đa số ý kiến đại biểu Quốc hội tán thành với việc sửa đổi bổ sung nhiệm vụ, quyền hạn của chính phủ trong việc quy định khung, số lượng cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện như dự thảo luật. Điều này vừa bảo đảm sự chỉ đạo điều hành thông suốt của Trung ương, vừa tạo sự chủ động, sáng tạo cho địa phương trong việc bố trí, sắp xếp tổ chức bộ máy. Từ đó, địa phương sẽ chủ động quyết định thành lập tổ chức trên nguyên tắc tinh giản bộ máy, biên chế và giảm chi tiêu thường xuyên, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành. Về thứ nhất là sửa đổi bổ sung một số điều của luật tổ chức chính phủ. Về khoảng 3, khoảng 4, điều 23, giao chính phủ quy định khung số lượng cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện nhằm để đẩy mạnh phân cấp, trao quyền chủ động cho chính quyền địa phương là hợp lý. Tuy nhiên, khung cơ quan chuyên môn của cấp tỉnh do mỗi tỉnh huyện quy định sẽ dẫn đến việc cơ quan chuyên môn của tỉnh huyện không thống nhất chung của cả nước. Nơi có cơ quan này, nơi không có, nhưng nước ta ở mỗi vùng miền có đặc thù riêng như ở đồng bằng, miền núi, rồi người dân tộc, tôn giáo, v.v. Địa phương tùy thực tiễn sẽ bố trí cơ quan chuyên môn phù hợp, không ngoài khung cho phép của chính phủ giao, quy định số khung và lãnh đạo cấp phó tối đa của người đứng đầu tổ chức cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập là tôi cho rằng là phù hợp với đặc điểm tình hình của địa phương và của từng ngành. Cho ý kiến vào việc sửa đổi luật tổ chức chính quyền địa phương, đa số đại biểu thống nhất việc cụ thể hóa chủ trương của Trung ương trong việc giảm số lượng cấp phó của Hội đồng Nhân dân. Tuy nhiên, giảm như thế nào, giảm ở cấp nào, cơ quan nào thì ý kiến còn khác nhau. Đối với Hội đồng Nhân dân cấp huyện, nhiều ý kiến tán thành giảm số lượng cấp phó. Tuy nhiên, đối với Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh, đa số ý kiến đại biểu đề nghị giữ nguyên như luật hiện hành. Khối lượng công việc của Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh rất lớn, công việc phức tạp vì là cơ quan ban hành cơ chế chính sách của Ủy ban nhân dân thực hiện. Do vậy, cần phải bảo đảm cho cơ cấu của Thường trực Hội đồng Nhân dân hoạt động hiệu lực hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đối với địa phương. Hơn nữa, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thường là hoạt động kiêm nhiệm, nhân sự thì luôn biến động. Nếu căn cứ vào điều kiện Chủ tịch Hội đồng Nhân dân là đại biểu chuyên trách hay không chuyên trách để xác định số lượng phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, thì tổ chức của Thường trực Hội đồng Nhân dân không ổn định sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân.
Đối với việc giảm số lượng phó trưởng ban chuyên trách của Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh, nhiều ý kiến đồng ý với đề xuất của chính phủ, nhưng cũng nhiều ý kiến đề nghị nên giữ nguyên như luật hiện hành, gồm hai phó trưởng ban hoặc quy định mềm dẻo, linh hoạt hơn.